thân mến, trong chương trình Hiểu Nơi Ta Ở kỳ này thì chúng tôi mời quý vị cùng đến thăm địa danh Mộc Quá, nơi đã ghi rất là nhiều chiến công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Và đặc biệt Mộc Quá cũng là nơi mở màn cho hàng loạt chiến thắng của tiểu đoàn 307 anh hùng. Đây là vùng đất có sự hiện diện của con người rất sớm. Các nhà khảo cổ tìm thấy di chỉ có niên đại vào khoảng 2.800 năm, thuộc thời kỳ tiền sử, di chỉ đầu thời kỳ Ốc Eo, có niên đại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 8 sau Công Nguyên. Sau đó, vùng đất này trải qua hàng thế kỷ quan sơ không người ở. Địa danh Mộc Quá trước đây là một khu vực rất rộng lớn, bao trùm hầu hết diện tích đất vùng Đồng Tháp 10 của Long An hiện nay. Vùng đất mang tên Mộc Quá có rất nhiều thay đổi về địa giới do chia cắt, sáp nhập. Đơn vị hành chính gắn với tên gọi Mộc Quá cũng khá phức tạp qua nhiều thời kỳ khác nhau như tổng, quận, huyện. Là vùng đất được khai phá muộn hơn so với nhiều khu vực khác của Long An, nhưng Mộc Quá cũng có những trang sử vẻ vang. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, người dân đã chở che chiến sĩ như người trong gia đình. Người dân vừa chinh phục thiên nhiên vô cùng khó khăn khắc nghiệt, vừa chống lại với kẻ thù. Chính đặc trưng rừng tràm bưng biển của vùng đất nơi đây đã trở thành địa bàn trọng yếu, là nơi tập trung cơ quan lãnh đạo của đảng, chính quyền cấp Nam Bộ, là căn cứ của tư lệnh miền của khu 8. Do nhiều lần chia cắt nên các di tích lịch sử gắn với tên gọi Mộc Quá trong thời kỳ kháng chiến nay đã thuộc địa bàn một số huyện khác ở Đồng Tháp 10. Về nguồn gốc tên gọi thì Mộc Quá đã có ít nhất là từ năm 1863. Theo như công báo đã ghi nhận rằng là vào ngày 12 tháng 7 1863 hình thành trở lại hạt Quan Hóa. Thì hạt Quan Hóa này nó bao gồm bốn cái tổng là Mỹ Ninh, Giai Hóa, Mộc Hóa và Hàm Ninh Thượng. Về cái tên gọi theo cái cách đặt của người xưa thì khi mà đặt tên đất, tên người thì ông cha ta thường là đặt những cái tên có cái chữ đẹp hay là những cái ý nghĩa tốt. Và khi mà tách ra các tổng thì người ta đã lấy cái, có lẽ là người ta lấy cái chữ Hóa đó, nó có nghĩa là trở nên tốt đẹp, để ghép với một cái tên khác nữa mà đặt tên. Triêm Hóa và Mộc Hóa thì lại xuất phát từ cái câu cách ngôn là Triêm Ân Mộc Đức, có nghĩa là tấm ơn gội đức. Đó là những cái mỹ từ, mỹ danh chứa đựng lời hay ý đẹp. Thì qua đó thì chúng ta có thể hiểu rằng Mộc Hóa thì nó mang hàm ý là trở nên hưởng đức, mà ở đây đức có thể hiểu rằng là đức của các bậc tiền nhân. Như vậy đến nay tên gọi Mộc Quá đã qua gần 150 năm tồn tại. Vào năm 2013, khi thị xã Kiến Tường được thành lập thì địa giới hành chính của huyện Mộc Quá lại một lần nữa thay đổi. Hiện nay, khu hành chính của huyện đặt tại xã Tân Thành, xã Bình Phong Thạnh được đầu tư theo hướng xây dựng thành đô thị trung tâm của huyện trong tương lai. Chúng ta trở về Mộc Quá thì không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử của vùng đất này mà còn có thể là tìm hiểu đặc trưng của thiên nhiên Đồng Tháp 10 bằng cách là hòa mình vào những cái khu du lịch sinh thái ở đây. Khu du lịch sinh thái ở Mộc Quá mang vẻ quan sơ đặc trưng của Đồng Tháp 10. Khu rừng tràm bạc ngàn của làng nổi Tân Lập là một khung cảnh quen thuộc với người dân miền sông nước. Con đường xi măng dài khoảng 5 km len lỏi vào sâu trong rừng tràm sẽ giúp chúng ta khám phá và hiểu hơn về quần thể động thực vật ở đây, cảm nhận được sự trong lành của thiên nhiên. Điểm nhấn của rừng tràm là ngọn tháp canh, nơi chúng ta có thể chiêm ngưỡng hết sự mênh mông của rừng, của vùng đất một thời quan quá, chua phèn, nay đã phủ màu xanh của sự tốt tươi. Về thăm Mộc Quá còn có thể đến với rừng thuốc, theo cách quen gọi của người địa phương, bởi hầu như cây cỏ trong rừng này đều có vị thuốc, được dùng để tinh chế ra các loại thảo dược.
đó là khu đất rộng hơn 1.000 hecta rừng tràm và cũng là nơi nghiên cứu bảo tồn, phát triển dược liệu. Đến đây, ngoài những loại cây thường thấy của Đồng Tháp 10, chúng ta có thể bắt gặp nhiều giống cây đặc trưng của những vùng đất khác nhau, hay giống cây được nhập từ nước ngoài về. Anh, như vậy thì trong cái khu của mình trồng dược liệu là ở đâu anh? Chúng tôi trồng bao xung quanh cái khu trung tâm. Cái khu trung tâm là cái đền thờ ông Hải Thượng Lãn Ông, ông Tuệ Tĩnh, thì là khu trung tâm. Thì bao xung quanh khu trung tâm là nó khoảng 30 km đường đê y như vậy. Đó, thì chúng tôi trồng dược liệu hai bên để thuận tiện cho cái việc tưới tiêu cũng như cái việc bảo vệ. Thì ở đây anh chị thấy là cây nhào cũng như cây bạch đằng chanh. Anh, cái nhào này là mình trồng rồi mình lấy trái hả? Đúng rồi, cái nhào trồng lấy trái, mà đặc biệt là phải lấy cái trái chín để có mình lấy cái thịt nhào thôi. Anh, hồi nãy anh nói là cái cây bạch đằng chanh đó, sao mình gọi là cây bạch đằng chanh đó? Nó là một loại tràm, thì cây tràm nó có 108 loại tràm. Thì đây là một trong 108 loại tràm, mà cái loại tràm này thì mình để cho ra cái năng suất tinh dầu tốt nhất thì chúng tôi đã nghiên cứu và nhập từ Brazil. Đó, chị cứ hái đó, rồi chị bóp, chị giò để nghe cái mùi rất là thơm. Cái mùi chanh anh hả? Như vậy thì trong cái khu của mình thì có bao nhiêu cái loại dược liệu mình trồng anh, có khoảng? Thì chúng tôi trồng dược liệu ở đây là hơn 44 loại dược liệu. Em được biết là trong cái khu của mình thì có phát triển du lịch nữa. Như vậy thì khách du lịch mà đến đây thì sẽ được trải nghiệm những cái gì anh ha? Họ được tận tay mình chưng cất những cái loại tinh dầu mà mình yêu thích. Tại vì ở đây tôi trồng sập theo tiêu chuẩn GACP thì họ thể bứt cái lá bạch đằng chanh của tôi vào, họ chưng cất, họ có thể đem về 50 lít, 10 lít tinh dầu do tự tay mình chưng cất. Họ cảm thấy rất là sung sướng. Đồng thời khi họ nghỉ dưỡng tại đây, họ sẽ được xong các loại tinh dầu mà do chính cái tay họ làm ra. Thì cái mùi thơm đó, nó tạo họ có một cái giấc ngủ rất là ngon, êm dịu và thư giãn. Cũng như là thức ăn ở đây là những cái thức ăn mà tự trồng, những cái loại rau tự trồng mà mang tính chất trị bệnh. Ở đây thức ăn là vừa ăn ngon miệng mà vừa trị bệnh. Thức ăn là sao? Cái hình thức du lịch sinh thái nhưng mà được nghỉ dưỡng và tận hưởng những cái điều thiên nhiên nhất anh ha. Thì nãy giờ anh giới thiệu thì tụi em cũng biết nhiều hơn những cái dược liệu trồng ở cái khu vực của mình. Nhưng mà bây giờ có lẽ là để tận mắt nhìn thêm những cái cây dược liệu nữa thì anh dẫn cho tụi em đi xung quanh một chút xíu nữa anh nha. Rồi, mời mấy anh chị. Bên cạnh những loại cây mọc tự nhiên, trong khu vực này có hàng chục ngàn cây được trồng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và chiết xuất tinh chất làm dược liệu. Anh giới thiệu với em, với anh đây là cây bụt giấm. Cái giống này là do công ty nhập từ Nhật về. Mình làm ra nhiều cái thành phẩm từ cây bụt giấm, làm ra loại nước uống, một cái là bột hòa tan hay là viên thuốc trị bệnh từ cây bụt giấm. Thì cây bụt giấm này nó có tác dụng là mát gan, thanh nhiệt. Anh, khi mà nó nở bông rồi thì cái đài cỡ nào thì mình mới có thể lấy để mình chế biến được? Khi dưới này không? Nó to hơn cái đó gấp đôi cái đó là là nó hết cái bông, nó nở là lớn nhất thì mình sử dụng, mình thu hái. Thì đó, như cái bông đó, cái bông của cái nhỏ đó em thấy tức bụng, là nó phải bung ra, cái bung phải nở bung ra, thì mình sử dụng cái đài đó mình chiết, hay là mình có thể làm một cái loại gọi là mứt từ cái bụt giấm. Thì ở thị trường người ta kêu là mứt hoa hồng đó, nhưng mà thực ra nó là mứt cây bụt giấm. Chính những khu vực rừng tràm rộng hàng ngàn hecta như thế này đã tạo cho Mộc Quá một tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch, bên cạnh nền nông nghiệp vốn có từ lâu đời ở đây. Mặc dù tên gọi Mộc Quá xuất hiện từ rất lâu, nhưng huyện Mộc Quá bây giờ có thể xem như một huyện mới, mới về địa giới hành chính, về bộ máy lãnh đạo. Vì vậy, hiện nay, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộc Quá đang phấn đấu xây dựng Mộc Quá trở nên giàu đẹp hơn, xứng danh với truyền thống anh hùng được viết nên bằng chính sự hy sinh xương máu của bao lớp người đi trước.